Sáng nay Việt Nam công bố 3794 người mắc mới COVID-19 do lây nhiễm trong nước, nâng tổng số mắc tại nước ta lên 197.175 bệnh nhân. Các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 62.332 bệnh ca bệnh. 17 tỉnh thành phố ghi nhận người mắc mới, gồm thành phố Hồ Chí Minh 1836 Bình Dương 882, Đồng Nai 466, Tiền Giang 165, Long An 160, Bà Rịa Vũng Tàu 100, Vĩnh Long 62, Phú Yên 31, Sơn La 20, Kiên Giang 17, Bình Định 17, Lâm Đồng 12, Đồng Tháp 11, Đắk Nông 7, Hải Dương 3, Bạc Liêu 3, Thanh Hóa 2. 2 trên 62 tỉnh thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới gồm Quảng Ninh và Bắc Cạn. 12 tỉnh thành phố không xuất hiện lây nhiễm thứ phát trên địa bàn, gồm Lào Cai, Ninh Bình, Con Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình, Bắc Giang. Về tình hình điều trị, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 62.332 ca COVID-19. Trong số người chưa khỏi bệnh, có 518 bệnh nhân nặng đang điều trị ICU và 18 trường hợp nguy kịch cần can thiệp ECMO. Theo số liệu thống kê từ chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, ngày 6 tháng 8, nước ta có thêm 451.256 người được tiêm vaccine COVID-19. Như vậy, cả nước đã thực hiện tiêm tổng cộng 8.528.267 liều vaccine, trong đó có 7.664.944 liều tiêm mũi 1, 863.323 liều tiêm mũi 2. Hôm qua, Bộ Y tế ban hành công điện gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế nêu rõ, đến ngày 10 tháng 8, nếu đơn vị nào triển khai tiêm chủng chậm, Bộ sẽ công bố công khai kết quả tiêm chủng của đơn vị trên phương tiện thông tin đại chúng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, điều phối vaccine cho các đơn vị khác và tạm dừng việc phân bổ vaccine cho đơn vị trong các đợt tiếp theo.